Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Wow, trời ơi, bạn nhìn nè, một anh cứa áo xanh siêu to khổng lồ luôn. Trời ơi, to đùng luôn. Sam, thử lại gần ảnh đi. Ơi, đứng lại gần ảnh coi coi bạn. Trời ơi, tôi bằng cái chân của Phong ơi, nhìn nè. Ông nhìn tôi bằng cái chân người ta luôn á nè. Ở đâu ra bà không bằng cái bàn chân của người ta nữa chứ đừng có nói là bằng cái chân. Trời ơi. Gì mà to như vậy, cao to vậy? Hơi bị to luôn á trời. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và lại là mình, Phong Cận TV, đẹp trai với cảnh tinh vũ trụ tới với điện ảnh Minecraft đây bạn ơi. Và kế bên mình đó chính là Sammy Đào. Hello mọi người. Sammy Đào. Và còn ở bên kia, trời ơi, cái hòn đảo gì đâu mà nó đỏ chót, đỏ chét luôn đỏ. Trời, nhìn thấy ghét gì đâu á trời. Ủa, bên kia là ai vậy ta? Ai ta nhìn lạ vậy? Xin giới thiệu mọi người, đây chính là cửa áo đỏ. À, ui, hello ở bên kia. Thằng nhóc. Wow, anh đây chính là cửa áo đỏ đây thằng nhóc. À trời, hóa ra tụi này hóa ra là Kairon hả trời. Ui nhưng mà bên Kai là có một cái anh gọi là khứa áo đỏ các bạn đó, một cái anh khứa áo đỏ bên kia kìa. Còn bên mình là anh khứa áo xanh nha các bạn nha. Ơ nhưng mà anh khứa áo xanh thì nhìn đẹp trai hơn khứa đỏ nhiều đúng không các bạn? Các bạn công nhận phải vậy đó không? Trời ơi đó. Và ngày hôm nay nè, chào mừng tất cả các bạn đã đến với một video mới của mình. Và video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đại chiến hai hòn đảo, là hòn đảo của khứa áo xanh và hòn đảo của khứa áo đỏ nha các bạn nha. Và nhiệm vụ của hai đội đó chính là làm cách nào đó để có thể tiêu diệt được khứa áo đỏ hoặc là tiêu diệt được khứa áo xanh thì sẽ giành được chiến thắng đó. Mọi người hiểu chưa? Ồ, hiểu rồi. Quá là đơn giản rồi. Quá là đơn giản luôn. Được rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào video liền thôi cho nó nóng nha các bạn nha. Và trước khi vào video này, các bạn đoán thử là khứa áo đỏ hay là khứa áo xanh sẽ giành được chiến thắng, hãy comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Còn bây giờ thì bắt đầu vào video nào. Let's go. Rồi ok Sam ơi, bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu nào. Bây giờ á, phải tìm mọi cách làm sao để chúng ta có thể có được vũ khí để tiêu diệt được cái tên khứa áo đỏ bên kia càng nhanh càng tốt, hiểu không? Rồi tôi hiểu rồi, bây giờ mình phải chiến thắng rồi không? Khứa xanh là mãi đỉnh, mãi đỉnh. Đúng rồi, khứa áo xanh là mãi đỉnh, bên kia sao bằng được. Ê, khứa áo đỏ cái đó. Khinh thường người ta dữ vậy hả? Mày khinh thường mình đúng không? Ok, để rồi coi. Mình đâu khinh thường bạn đâu. Ủa, khoan từ, sao tiến tới thôi rồi? Ủa? Mày biết điều này nó chứng tỏ gì không? Nó chứng tỏ là bây giờ trận đấu của chúng ta bắt đầu rồi đó. À rồi ok, được được. Đây thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn ở trong nhà có gì nha. Ở bên ngoài thì chúng ta có một anh khứa áo xanh siêu to luôn, còn ở trong đây thì sẽ là một anh khứa áo xanh nhỏ nhỏ nè Sam đó. Thì cái anh khứa áo xanh này á, ảnh sẽ bán đồ cho mình nè ở trong đây nè. Có giày dép nè, rồi có thêm cả cúp súng nè, rồi gì ta, búa để mình có thể đi đào được kiểu đó. Hơi bị hay luôn nha. Đấy, xịn nhỏ xịn cái ta. Đúng rồi, mình nè, bên mình cũng có anh khứa áo đỏ nè Phong ơi, anh khứa áo đỏ bán đồ nè. Trời ơi vậy hả? Rồi ok bạn ơi, thì đầu tiên á chúng ta sẽ cần phải chặt cái cây này đó bạn đó. Để làm gì bạn biết không? Để chúng ta chế tạo chúng ta một cái cây rìu, à không, nó gọi gì, cây cúp mới đúng chứ. Chúng ta sẽ chế tạo chúng ta một cây cúp để chúng ta đào mấy cái khói bên dưới đây nè bạn. Thì những cái khói này chúng ta có thể đổi được súng với lại là vũ khí nha. Ok rồi, đây. Ui, để mình dễ sợ luôn à. Cây Phong ơi, nhanh lên Phong ơi, bên kia lỡ lấy được đồ sớm á, bây giờ mình phải lè lè rồi mới ăn được. Rồi yên tâm, yên tâm. Ôi trời, bạn làm như bọn mình không có gỗ vậy, bọn mình cũng có gỗ nè bạn. Đây, mình sẽ chế tạo cho mình một cái cây cúp gỗ. Rồi ok, cúp gỗ là chưa đào được đâu nha các bạn nha. Chúng ta thấy ra làm sao nè, nó có mấy cục đá đó bạn. Ở chúng ta sẽ đào mấy cục đá nha. Cục đá luôn nè bạn ơi, sao bạn chậm chạp quá. Đúng rồi ơi. Lấy đá nè. Bạn à, cái này á là để coi ai sẽ là người mạnh hơn chứ không có tính là tốc độ đâu bạn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ qua bên đây để mình đào mấy khối ngọc lưu ly của mình nha bạn nha. Ok, đào ra, đào ra. Đây, Phong đào ơi, 10 ngọc lưu ly là mua được đôi giày da nha Phong ơi, nhanh nhanh nha, cho đôi giày da nè. Ủa, là mua được đôi giày hả? Đâu để Phong xem đúng coi. Rồi. Ở trong đây nè, có giày da nè, giày sắt nè, giày kim cương. Ui, cái đôi giày vàng của anh khứa áo xanh nè. Wow. Ui, cái đôi này là 60 gọi là ngọc lưu ly luôn, hơi bị đỉnh nha. Ok, được rồi. Vậy bây giờ mình sẽ đào 15 cái cục khói lục ngọc lưu ly đi để mình lấy cái cây cúp sắt trước đã. Ok, rồi, đây. Để coi ai mạnh hơn ai. Bây giờ mình sẽ đào nha bạn. Rồi, được 15 cục rồi đó bạn ơi. Ok, bây giờ mình sẽ vô đây nè. Mình bấm vô cái người anh khứa áo xanh nè. Mình sẽ lấy cho mình được một cái cúp sắt. À, tên đây nè. Ôi, cho tôi cúp okay. đá đi. Đây à, Phong cho Sam cây cúp đá nè. Bây giờ Sam rồi. Đào để Sam làm cái cúp sắt giống như Phong đi. Ok, rồi, bây giờ okay. Mình sẽ đào tiếp nha bạn nha. Mình sẽ đào được càng nhiều càng tốt luôn. À, không biết đội bên kia là đã được cúp gì rồi nha. Bạn ơi, bạn nhìn nè. Mình quăng bơm qua. Ủa ui. Dạ, bạn làm gì vậy? Ủa? Làm gì? Ui, bạn chọi bơm ở nhà mình đây. Ui, đâu? Ui, oh, ui, ui, trời. Cái gì vậy? Ui, cái gì,
cái quả bơm nó bay xa như vậy. Trong trời ơi, đang nói nhiều á là mình đã có trái bơm mình trội qua bên nhà bạn rồi. Bạn thấy mình kinh chưa? Rồi ok bạn dám khiêu chiến với mình. Được rồi bạn ơi, bây giờ Kairon đã trội bơm qua nhà mình rồi. Mình sẽ đào càng nhiều gọi là mấy khối màu màu xanh này để mình đổi đồ với anh Khứa Áo Xanh, rồi mình sẽ qua tấn công Kairon mẹ. Ok, mình sẽ đào nha. Đúng rồi. Đấy, mình đang đào gần gần được 30 gọi là cục người ta khối lưu ly của mình này. À, 30 cục rồi nè, đó. Nào. 30 cục chúng ta sẽ đổi được cho chúng ta được cây cúp kim cương nha bạn nha. Đó, mình có được cúp kim cương nè. Sam ơi, Sam muốn lấy cúp sắt không? Tôi có rồi, bây giờ tôi chỉ cần một cục là tôi được kim cương nè. Ok, được, đây, để Phong đào cúp kim cương. Hoàng tử bạn ơi, hình như là mình thấy ở trong đây nó có mấy cái vũ khí xịn lắm mấy bạn, để mình xem nha. Ở trong đây là có cây súng nhắm nè, súng phun lửa nè, đó. Mình sẽ mua mấy cái cây súng này để mình tấn công Khứa Áo Đỏ bên kia nha bạn nha. Phong ơi, đưa tôi kim cương đây. Đây nè, tôi đi giục không rồi. Đây, đó. Rồi ok. Hôm qua tôi làm chảy trâu, tôi chứ quăng bom nè, 10 cục đúng không? Mấy cái con bom mình đúng không? Đúng rồi, bên kia mới chọi bom mình á. Bây giờ sao chọi bom lại? Bây giờ tôi bật máu chảy trâu lên nè, trời ơi, dám làm Khứa Áo Xanh tôi tổn thương rồi đây. Ngon, chọi bom qua đây, ngon thì chọi bom qua đây. Trời ơi. Ok, đây. Tôi xin cúp đựng cay, tôi xin cúp bắp. Ok, tôi xin cúp cương luôn nè. Muốn gì? Ủa sao trời sao vậy? Ê trời, mình chọi xuống đất. Sam đưa cho Phong. Đưa cho Phong. Ok, để Phong. Nè, Khứa Áo Đỏ bên kia. Chọi qua. Ôi, con bơm bay quá kìa. Ôi trời, bên trời thấy gì á? Ôi, cái Khứa bên kia hơi bị mạnh nha. Chọi bơm qua bên đây luôn bạn ơi, ghê thiệt. Trời ơi, mình hơi bị có kinh nghiệm đó bạn. Ủa? Không chọi được. Ủa? Bên kia chọi sao chị ơi? Ủa sao bên kia chọi qua đây hay vậy? Không chị đâu. Ủa? Ủa? Biết rồi. Mình giữ càng lâu là sẽ chọi được. Ok. Biết rồi nha. Chọi nè. Phong ơi, đúng rồi. Chọi nè. Trời ơi, bạn biết chọi không vậy? Có thật sự là biết chọi không? Mình đâu có chọi bạn đâu, mình chọi cái Khứa Áo Đỏ của bạn mà. Tại vì chỉ cần tiêu diệt được Khứa Áo Đỏ là thắng, hiểu không? Mình chọi bạn. Tôi không thèm chọi nữa. Bây giờ tôi coi cây súng nhắm là 50 đúng không? Ok, tôi sẽ làm cây súng nhắm. Đây. Sam ơi, vô đây. Bây giờ nè, Phong nói Sam nè. Sam lại đây. Sam. Qua đây. Sao? Đây, nói nhỏ thôi sao? Bây giờ á, Sam á đào mấy cái khói nè, sống đầu Sam á đặt một cái đường đi qua bên kia, nhưng mà đường bí mật nha, ở đằng sau nhà, bí đúng không? Hả? Ok. Được không? Lỡ biết cái phát hiện sao hay đi lén lén rồi á, nhà cửa sau đúng không? Kệ, để mình qua đó mình đánh cái Khứa Áo Đỏ bên đó chứ. Ok rồi, bây giờ mình sẽ đào để mình lấy cái súng nhắm trước nha bạn nha. Ok, đào nè. A few minutes later. Rồi ok bạn ơi, chết Kairon với mình rồi, mình đủ tiền mua cái súng nhắm này nè. Không biết Kairon đâu ta, để mình hát có Simi kìa bạn, này để mình nhắm xem nè. Simi nè, Simi nhắm Simi nè, rồi Simi Kairon nè, Kairon. Bạn được nhờ, bạn dám bắn Simi hả? Được. Bắn luôn rồi sao? Bạn làm gì được mình? Bạn làm gì được mình? Ây da. Chưa. Vậy vậy Phong. Trời ơi, Kairon bắn súng nhắm đỉnh nhau, coi không sao? Trời ơi, cay là thánh bắn súng nhắm mà. Trời hết đạn ơi, rồi, sao hết được? Đạn rồi. Hết đạn rồi, thôi mình giục cái súng của mình đúng không bạn ơi? Thôi được, bây giờ tôi có kế hoạch khác rồi. Tôi chỉ đang giả vờ cho Kairon bắn tôi để cho Kairon không chú ý thôi bạn ơi. Wow. Tại vì Sammy đã đặt một cái đường bí mật đi qua bên kia rồi. Sam ơi, Sam đào đến đâu rồi? Đây ông về sau nhà đi, sau nhà tôi làm nè. Ở sau nhà hả? Đâu, để đúng mình ra sau nhà coi cay. Coi Sam đã đào được đến đâu rồi. Đâu, coi. Thấy đầu tư không? Đâu? Đâu? Tại em thấy ông có cái đường xuống nè đó. Ủa, hay. Cố ở nhà, nhớ giữ được. Ai? Rồi xong, tôi té luôn rồi. Gì vậy, xong té vậy em Phong ơi? Mất hết rồi. Ê, cái đó bắn tôi kìa. Trời ơi. Sam ơi. Sam ơi. Đưa cho Phong mượn cái cúp kim cương đi. Trời ơi, đó, cúp nè. Không, lỡ bị té rồi. Ok, cảm ơn. Đây, đá nè, có lấy đá không? Nè, tôi có nè, lọc ly nè, lấy ít đi. Khổ ơi, okay, đi. Ok, rồi. Hay, tức quá bạn ơi, từ nãy đến giờ á là mình gặp tan cái chuyện gì đâu không à. Bây giờ mình có kế hoạch khác nha. Mình sẽ cố gắng đào thật là nhiều, mình tập trung mình đào thôi để mình mua được cái cây búa nè bạn. Cây búa này hơi bị mạnh luôn á. Nó có thể đào rất là nhanh luôn và chúng ta sẽ nâng cấp được vũ khí liên tục, không còn sợ nữa. Ok, bây giờ mình sẽ tập trung đào nha bạn. Hay. Sim ơi, cây đào được 50 cục. Redstone, xém được quên luôn mà. Tự nhiên các bị quên.
Đây cái đập được 50 cục rồi nè. Định dùng vàng để mua một cái búa cây búa mạnh lắm nghe. Bảo cái búa đấy mạnh lắm á, cài cỏ cái là thống trị thế giới luôn á. Đâu từ từ để cái coi coi là Khứa Áo Đỏ có bán gì đây. Để mình xem nha các bạn ơi. Trong đây là Khứa Áo Đỏ là có bán cái cây súng lửa nè. Được nè, mình thích cái cây súng lửa này nè. Từ từ, ở đây là có 128 cục vàng là chúng ta sẽ mua được cái cây búa này hả? À, vậy là mình phải đập ra redstone để mình đổi qua vàng. Trời ơi, 28 cục vàng cũng hơi bị nhiều quá nha. Nhưng mà thôi sao, trời ơi, bây giờ trước tiên là mình tập trung đào chứ đã. Mình chơi là nó phải có kế hoạch các bạn ơi. Mình sẽ để cho Simi đào nha, còn mình sẽ là người tấn công chủ yếu. Bây giờ mình sẽ mua thêm trái bơm đi để mình chọi qua, mình khích phong cận mới được. Much later. Rồi ok bạn ơi, từ nãy đến giờ thì mình cũng đào được khá khá đồ nè các bạn. Để mình vô đây mình kiểm tra thử nha. Hiện tại bây giờ á, mình muốn mua được cái cây búa bự bự này nè, là mình phải có 128 khối vàng. Mà cái khối vàng đấy thì mình phải mua bằng cái này. Ok mình sẽ mua nè, 50 rồi nè. Rồi mình mua được cũng khá khá nè. Trời ơi vẫn chưa đủ bạn ơi. Hay ok mình sẽ đi đào thêm. Trời ơi có sao không Sim? Trời ơi Sim té xuống cái lỗ dưới đây. Trời ơi đào một cái lọt vô hố luôn. Quỷ thần đất ơi. 3 days later. Ôi trời ơi bạn ơi, từ nãy giờ tôi đào mệt, tôi muốn lòi có con mắt của tôi ra luôn bạn. Trời ơi đào mệt cũng chết luôn á. Được rồi bây giờ mình sẽ vô mình mua tiếp mấy cục vàng nha bạn nha. Ok mua mấy cục vàng nè là cũng được bao nhiêu ta? Không biết đủ chưa nha. Từ đủ chứ. Chưa luôn. Từ từ. Để mình góp mấy cục vàng lại coi, để mình coi mình được bao nhiêu rồi. What? Yes, đủ mua rồi bạn ơi. Được, có cây búa rồi. Sam ơi, Phong nói Sam nghe nè. Mình có cây búa này là hơi bị xịn luôn á Sam. Bây giờ mình dục luôn cái cây cúp kim cương đi. Dục luôn. Trời ơi, ông giàu vô giờ cúp kim cương của tôi mà. Ông xài cho tôi chứ. Sam coi Phong nè, xuống dưới đây. Sam nhìn nè nha, trên tay Phong là cái búa này đúng không? Coi nè, bây giờ Phong thử đập xuống dưới đất nè. Đập nè. Đó. Trời ơi, nó đào liên tục xuống dưới đó luôn. Trời ơi, rồi đó. Bây giờ mình chỉ cần xuống đó mình lụm thôi. Ủa gì vậy? Ủa cái tiếng gì vậy? Đâu rồi, Phong ơi, lên đây chơi chọi bơm với mình đi Phong. Sao Phong cứ núp hoài vậy? À, cái tên Kyron này chơi chọi bơm bạn ơi. Trời. Rồi bạn cứ đợi đó. Trời ơi, thế nào mình cũng qua mình tiêu diệt cái Khứa Đỏ bên nhà bạn à. Bạn sợ đúng không? Trời ơi. Phong ơi, tôi đưa ngọc cho nè. Phong ơi, nhiều lắm rồi Phong ơi. Yên tâm. Cứ có giá cho Kai. Sam cứ đợi đó. Phong để đào, Phong đào khi nào càng nhiều càng tốt. Ấy vậy gì vậy? Ui, sao chọi hay vậy? Trời là phải có chuẩn đó bạn ơi. Ok bạn, nhưng mà bạn không thắng được mình đâu, mình nói thật. Bây giờ bạn thua rồi. Ok, mình sẽ đào hết cái đống này, mình nhảy xuống mình lấy luôn bạn ơi. Ok, để coi được bao nhiêu rồi. Nhiều không Sam, nhiều không? Nhiều, tôi full luôn mấy stack luôn hết trời. Được rồi bạn ơi. Đã đến lúc chúng ta trả thù. Đây mấy bạn ơi, mình có mua thêm một cái đôi giày vàng của anh Khứa Áo Xanh nữa bạn. Đó, đôi giày vàng nha, để mình mang thử cái đôi giày vàng này giúp cho mình được gì nha. Mang vô thử nè. Ui chạy hơi bị nhanh luôn. Ôi kỳ này là cây đó chết chắc rồi. Mình chạy hơi bị nhanh luôn. Cây ơi. Bạn ơi, bạn tưởng mình không có giày vàng hả bạn? Mình mua từ đời nào rồi? Ở trong đây á, tôi coi có cái gì có thể đối phó được với cây không ta? Múa với mình nè, để ngon mình ra đây nè. À ok, Sam ơi. Bây giờ á, Kyron với Simi quá mạnh rồi. Chúng ta cần phải đi vào cái đường bí mật, tấn công lén từ phía sau, đúng không? Ok rồi, mà khoan, từ từ Sam, Phong nói Sam nghe nè. Bây giờ á, Phong sẽ đứng, Phong bắn Kyron. Đó, còn Sam á, thì Sam sẽ dùng mấy cái súng lửa nè, súng AK nè. Sam bắn cái Khứa Áo Xanh của bên team Kai nha. Ok, Khứa Áo Đỏ mà, okay. Khứa Áo Đỏ. Đây, Phong sẽ mua thêm súng nữa. Ok, Phong sẽ mua thật nhiều luôn. Ok, Kyron kỳ này chết với tôi các bạn ơi. Đây, mua nè. Đó, rồi ok, mua quá trời luôn. Thôi, bây giờ tôi sẽ cho bên kia biết tay. Đúng vậy, đi thôi. Qua đây. Ok, đi từ từ thôi nha. Cái đôi giày của mình nó chạy nhanh lắm á. Ok, xuống này. Ủa đâu rồi ta? Mấy người kia đâu hết trời. Bạn sợ lắm không? Sao bạn sợ gì kỳ vậy? Sợ gì bạn ơi, mình sợ gì? Đang mua đồ. Mình đang bận xíu việc thôi chứ sợ gì đâu. Ok, sợ gì đâu. Gung. Simi nè. Cái đó đâu? Cái đó nè. Ôi, bắn. Hết rồi. Bắn. Đồ, chạy đồ, tôi cho chạy đồ.
sáng mà. Bọn mình quên mất là bọn mình không để đồ ở nhà. Bây giờ bọn mình mất hết đồ rồi. Anh em Phong ơi, mày có cái búa nào Phong cho mình xin nha. Bây giờ sao ta? Chết rồi, phải có chiến thuật. Nhưng mà hồi nãy hình như là bọn mình cũng bắn cái khứa áo đỏ bên kia mất khá là nhiều máu rồi á Sam. Bây giờ thế này nè. Bây giờ nha, Sammy á đứng ở bên đây nè. Sammy cứ gọi là giả vờ Sam kiểu ê liu 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 cái kiểu đó. Mà Kai có bắn á thì Sam nhớ né. Ok chạy vô nhà. Gì đó. Em ơi, đã tới lúc mình phải gọi là đi qua bên kia để chơi bên kia luôn rồi. Ok. Ơi Sam, bây giờ nha, Sam cố tình Sam ở bên đây, Sam dụ mấy người đó đi, còn Phong á, Phong qua bên kia, Phong lụm lại súng rồi Phong bắn chết cái khứa áo đỏ bên kia luôn, hiểu không? Ok, tôi hiểu rồi. Vậy nha. Rồi. Đây để Phong. Bây giờ tôi là mồi dữ đúng không? Bây giờ Sam là mồi dữ nha. Ok bạn ơi, bây giờ mình sẽ lén lút qua bên kia nha bạn nha. Chết rồi, hồi nãy á bọn mình á bị chạy nhanh quá, bọn mình bị lắc cho nên bọn mình không di chuyển được. Ok, bây giờ tôi sẽ lén qua đó. Ui, không cần. Ôi! Ê! No, oh my god. Sim không cho Phong xuống luôn. Ôi may quá Phong ơi, cẩn thận Phong ơi. Cẩn thận. Từ Sam. Im. Tôi mất hết tất cả rồi. Oh my god. Con. Cứu đỏ nè. Mọi người ơi, bây giờ bọn mình sẽ từ từ qua đây. Ui. Ủa mà Sim không thấy mình luôn á trời. Mình mất vũ khí rồi. Chết rồi, bây giờ cái rương vũ khí của mấy người đó nằm bên hướng này. Mình phải tìm cách nào đó để mình đào ra được. Ok, mình sẽ đào ra để mình lấy vũ khí. Sam ơi, Sam đợi Phong nha. Để tôi. Ê, leo bên kia không? À, múa này. Trời ơi, leo đồ gà ấy đâu. Lấy đồ, nhanh. Đây, Phong ơi, nhanh lên. Từ, Phong đang cố. Leo. Hết đạn rồi, xuống cái hết đạn rồi, từ cây vô cái lấy đạn nè. Ok, vô rồi. Ôi, what the hell? Sammy. Mấy người bắt tôi, lửa nè. Ây da, xin lỗi. Trời ơi, không lấy hết đồ mà luôn rồi, Sim ơi. Xin chào và tạm biệt. Chạy. Lấy đồ rồi. Qua đây. Sống rồi, Sim ơi, vậy là bây giờ Sim với Kai là
giờ mất hết súng, mất hết đồ rồi Sam. Bây giờ nha, Phong nói nè, bây giờ nè, Sam cầm cái súng lửa qua bên đó. Bây giờ bên kia mất hết đồ rồi, bây giờ mình qua mình đánh thôi đúng không? Đúng. Trời ơi, đây. Đây. Lấy súng nhanh nào, lấy súng nhanh nào. Còn làm gì? Ôi, gì vậy Sam? Cố lên Sam ơi, cố lên. Phong đang thiêu đúng. Phong đang thiêu khứa đỏ. Cố lên. Trời ơi, bảo vệ khứa đỏ kìa. À, xin lỗi Kai với Sim nhiều nha. Phong đang thiêu đốt khứa đỏ của hai người rồi. Cái làm gì? Nói nhiều không? Kai tính làm gì? Không có vũ khí mà đòi đấu bằng tôi hả? Tôi sẽ tiêu diệt khứa đỏ của mấy người. À, rớt xuống dưới nè. Bắn luôn. Ủa? Chết chưa? Rớt chết rồi. Bên nhà của Phong trời, nhưng mà cái gương của Phong không có cái súng nào hết vậy. Trời ơi, chỗ hết trời rồi. Mừng quá bạn ơi. Sim vừa cầm súng ra cái thua luôn. Sim cầm cái súng, Sim chạy lại. Ê! Ủa, có đỏ rồi. Trời ơi, chơi ác đảo quá. Trời ơi. Thật ra ở trong đây á vẫn còn một món vũ khí bí mật nữa mà từ nãy giờ mọi người vẫn chưa biết, mà tại vì là do lo bắn nhau quá cho mọi người không biết thôi. Đây mình sẽ cho mọi người xem. Chúng ta sẽ vô đây nè, bấm vô người khứa đỏ nè, thì sẽ có một cái bình thuốc tên là bình thuốc biến hình đó bạn, thì nó có thể mua được bằng những cái cục vàng nè. Đó thì bây giờ mình sẽ mua thử vàng nha. Ok, mình sẽ mua vàng nè, mua vàng trước. Bây giờ mình sẽ mua mấy cục vàng này trước. Đây, mình sẽ mua cho mình một cái bình thuốc biến hình nè bạn. Đó thì cái bình thuốc biến hình này là hơi bị xịn luôn nha, chỉ cần chúng ta chọi nó vô người chúng ta búp. Đó thì ngay lập tức trong vòng vài giây nữa thì mọi chuyện gì sẽ xảy ra đây. Bùm xiu. Ngay lập tức miếng khứa đỏ, khứa xanh. Ngay lập tức chúng ta sẽ biến thành khứa áo xanh mấy bạn ơi. Đó, và khứa áo xanh này là hơi bị mạnh luôn nha, sẽ có thể tăng được máu nè, tăng được tốc độ chạy và rất nhiều thứ luôn, cực kỳ mạnh luôn, nhưng mà từ nãy giờ không ai dùng hết. Trời ơi, bọn mình lo đánh nhau cho nên là đâu ai thèm biến hình gì đâu bạn. Đó, ok bạn ơi, vậy là coi như ngày hôm nay mình đã cùng với Cây Rôi Mèo Simmy và Sammy, bọn mình đã cùng nhau đại chiến hòn đảo khứa áo xanh và khứa áo đỏ. Thì hôm nay người giành chiến thắng đó chính là khứa áo xanh. Ok bạn ơi, và nếu như bạn nào mà muốn mình tạo thêm những hòn đảo đánh nhau của những con quái vật nào nữa thì bạn hãy comment xuống bên dưới cho mình biết nha, hoặc là của gọi là một nhân vật nào thì bạn hãy comment xuống bên dưới cho mình biết luôn nha. Và các bạn nếu thích video này đừng quên hãy để cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy có bên kênh YouTube của Kaidon, Mèo Simmy và Sammy đăng ký ủng hộ cho mọi người nha anh em nha. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. À mà quên nữa mấy bạn ơi, hiện tại bây giờ ở trên màn hình đó đang hiện lên video mới nhất của mình. Nếu như bạn nào muốn xem video mới nhất có thể bấm vào video này để xem nha. Nhớ xem để ủng hộ mình nha mọi người. Tạm biệt. Bye.